Vì tôi đang ngồi ngang hàng để nói chuyện với chị. Chắc là chị có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ tới đâu, phải không chị? Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Cô lại muốn gây sóng gió cho gia đình tôi nữa phải không? Tôi làm gì có bản lĩnh đó. Nhưng dù tôi có muốn đi nữa thì chị cũng để yên cho tôi sao? Cô, người ta nói gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chị là người đàn bà độc ác khi đối xử tệ bạc với thằng Nguyễn. Từ trước tới bây giờ, có khi nào chị cảm thấy cắn rứt lương tâm khi đối xử với mẹ con tôi như vậy hay không? Nó là con của cô thì cô phải nuôi dạy nó chứ. Cô lấy cái quyền gì đưa nó vô nhà tôi rồi bắt tôi phải nuôi dạy nó hả? Cứ mỗi lần tôi nghĩ tới chuyện đó là ruột gan tôi sôi lên không kiềm chế được. Thậm chí tôi còn muốn nó biến mất khỏi cái thế gian này. Vì ai mà suốt bao nhiêu năm qua tôi bị ám ảnh, sống trong tủi nhục uất ức. Vì hai mẹ con cô đã làm khổ tôi đó. Chị hận một mình tôi là được rồi. Một mình tôi chịu đựng bao nhiêu căm hận ghét bỏ của chị chưa đủ sao? Tôi cũng suốt đời phải sống trốn chui trốn nhủi như một tội phạm, đâu dám bén mảng tới. Chị còn muốn gì mà nỡ lòng nào đối xử với thằng Nguyễn như vậy? Thằng nhỏ lúc đó mới chỉ có 12 tuổi đầu. Một đứa nhỏ 12 tuổi thì nó có tội tình gì hả chị? Tại sao chị nỡ đang tâm đuổi nó ra ngoài đường như vậy? Bởi vì nó là nguồn gốc của mọi tai ương trong gia đình tôi. Đã bao nhiêu năm qua, sao vậy? Sao bây giờ cô mới dám tới gặp tôi? Hỏi vậy thôi chứ tôi biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Cô Dung à, cô nên nhớ tôi là Ngọc Khuê, vợ của chủ tịch tập đoàn Thành Phát. Cô nghĩ là tôi dễ đối phó như vậy sao? Chỉ vài lá thư nặc danh là có thể khiến cho tôi run sợ hả? Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu.